Chiều ngày 13 tháng 12, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng thuộc phòng cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý 3 xe tải chở đất đá vượt quá tải trọng cho phép. Vào thời điểm trên, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện 3 xe ô tô của công ty cổ phần đầu tư về xây dựng hạ tầng Quảng Nam chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam có dấu hiệu chở quá trọng tải cho phép. Cơ quan chức năng đã đưa xe vào trạm cân tự động của tổ liên ngành thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng và Cảnh sát giao thông Đà Nẵng. Sau khi cân, lực lượng chức năng xác định cả ba xe đều chở hàng vượt trên 50% so với trọng tải cho phép tham gia giao thông, được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, buộc hạ tải trước khi lưu hành, phạt chủ xe 90 triệu đồng, các lái xe cũng bị xử phạt mỗi người 6 triệu đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe.